Song song với các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch, công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022 cũng đã được tỉnh Bình Dương chuẩn bị. Chiều nay thì Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã có cuộc họp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để quyết định những nội dung quan trọng, chuẩn bị các phương án sẵn sàng khai giảng năm học mới. Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp. Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện ngày tựu trường, ngày khai giảng theo khung thời gian năm học của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Tựu trường ngày 1 tháng 9 năm 2021, khai giảng ngày 5 tháng 9 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến nhằm thực hiện công tác chuẩn bị đầu năm học. Đồng thời triển khai hình thức dạy học trực tuyến 2 tháng đầu năm học, tháng 9 năm 2021 và tháng 10 năm 2021. Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch với các phương án để triển khai thực hiện linh hoạt, kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình dịch bệnh ở địa phương, địa bàn. Năm học 2021-2022, Bình Dương có 728 trường học các cấp, 392 trường công lập và 336 trường ngoài công lập, tăng 9 trường so với năm học trước. Toàn tỉnh dự kiến có 518.270 học sinh, tăng thêm khoảng 20.468 học sinh so với năm học trước, tập trung tại địa bàn thành phố Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và thành phố Dĩ An. Theo thống kê của ngành, năm học này, tỉnh thiếu 3.070 giáo viên và 441 viên chức khác. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương ngành giáo dục đào tạo tuyển dụng viên chức 1.104 chỉ tiêu. Hiện Sở Nội vụ đã đồng ý chủ trương ký hợp đồng 12 tháng để đảm bảo số lượng giáo viên giảng dạy trong năm học mới. Lãnh đạo tỉnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả khả quan mà ngành giáo dục đạt được trong năm học 2020-2021, thống nhất phương án khai giảng trực tuyến theo kế hoạch trong toàn tỉnh. Chậm nhất là ngày 15 tháng 10, sau khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, sẽ thực hiện việc trả hết cơ sở vật chất cho ngành giáo dục để sắp xếp vệ sinh khử khuẩn trường lớp chuẩn bị cho năm học mới. Tôi đề nghị là 15 tháng 10, chậm nhất là 15 tháng 10 phải trả hết cơ sở giáo dục cho ngành. Vì chúng ta có 2 tháng dạy mà, dạy trực tuyến mà. Tháng 9 và tháng 10, hết tháng 10. Thì 15 tháng 10 đó là phải trả để chúng ta dọn dẹp khử trùng, khử khuẩn, sắp xếp lại, sửa sang lại trường lớp để chúng ta học trực tiếp. Thì tỉnh sẽ cố gắng chỉ đạo, đây có các đồng chí trong thường trực. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chuỗi cung ứng sách giáo khoa, thực hiện việc giảm tải sách tham khảo, tránh tạo áp lực về kinh tế cho cha mẹ học sinh trong tình hình khó khăn do dịch bệnh hiện nay. Nhất quyết không để xảy ra tiêu cực trong cung cấp trang thiết bị trường học, đặc biệt là sách giáo khoa.